rất căng. Như vậy bị là tỷ số bớt đều ở lần này. Thì Dương Văn Trung đã ghi bàn thắng san bằng tỷ số cho Bình Phước bằng một cú đá phạt rất đẹp mắt. Lực đi là rất tốt và cuối cùng thì Nguyễn Minh Nhật đã bị đánh bại. Rất đẹp mắt. Pha sút phạt vừa rồi đó là của Phù Trung Phong. Không có Việt Vy. Hồng Duy. Rất nhanh. Vào. Một pha xử lý cá nhân đậm chất kỹ thuật của Hồng Duy. Một tình huống tấn công rất đơn giản. Một pha chuyền chéo sân. Hồng Duy tăng tốc xử lý. Chúng ta hãy cùng xem lại. Lắc. Lắc. Và sau đó là cú đá mù rất căng. Rất kỹ thuật. Chúng ta hãy để ý bóng rời chân Hồng Duy ở khoảng cách rất ngắn, những động tác liên hoàn liên tục, bẻ, đẩy và sút rất nhanh. Phạm Văn Lộc sút thẳng, rất nguy hiểm, bàn thắng rất đẹp mắt đã đến với An Giang, đầy bất ngờ. Một cú đá phạt trực tiếp của Phạm Văn Lộc đã hạ gục Tuấn Mạnh. Rất bất ngờ. Chúng ta một lần nữa xem lại bàn thắng vô cùng đẹp mắt của Phạm Văn Lộc. Lực đi rất tốt và quỹ đạo trái bóng găm vào phía góc cao, khiến cho Tuấn Mạnh hoàn toàn bó tay. Không có gì đáng nguy hiểm. Sút bóng rất nguy hiểm và bàn thắng từ mở tỷ số đã tới với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đến từ một cái tên rất quen thuộc. Đó là Ngô Hoàng Thịnh. Thường xuyên tỏa sáng bằng những tình huống sút xa như vậy. Một tình huống dứt điểm không có đà lấy quá xa nhưng được đi là rất tốt. Ở trận đấu gặp câu lạc bộ Hoàng Gia Lai tại V-League 2019 và bây giờ là bàn thắng đầu tiên của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ Cúp Quốc gia BamboeFA năm 2019. Hãy cùng xem lại cú đá này. Cú đá nối cận chân nhưng lực đi là rất tốt. Bóng đi vào góc khó và đánh bại thủ môn Thái Hiếu. Và cùng với đó là những phân tích, những nhận định và những con số hấp dẫn. Vừa rồi chúng ta đã được một chứng kiến một siêu phẩm nữa của câu lạc bộ Bình Định. Một cú đá từ khoảng cách khá xa. Và các bạn thân mến, người ghi bàn trong tình huống vừa rồi là một cái tên khá đặc biệt. Đây chính là Nguyễn Văn Văn, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai. Này vẫn đang là hai bàn. Tuấn Anh lại một tình huống xử lý bóng rất là cầu thả của Ma Văn Tuấn. 3-0 và dứt điểm rất đẹp mắt. Tỷ số là 3-0 và đó lại là Đức Huy. Lần này là một cú sửa bóng bằng lòng trong chân phải. Chúng ta cùng xem lại. Pha dứt điểm có ý đồ và Quang Tuấn, thủ môn của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, cũng chỉ có thể bay làm vì mà thôi. Không được. Sút xa! Rất bất ngờ! 2-0 dành cho Hải Phòng. 2-0 dành cho Hải Phòng. Sau khi bóng bật ra từ cú phá bóng của Ramos, cú ngả người dứt điểm của Hữu Phúc, bóng đi về phía góc xa. Và trong bối cảnh thủ môn Lương Bá Sơn bị khuất tầm nhìn bởi số đông cầu thủ trong khu vực 16m50, Thanh Hóa đã phải đón nhận bàn thua thứ hai. Đường chuyền dài là của Đỗ Văn Thuận. Akinade rất nguy hiểm và tỷ số được cân bằng 2-2 cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một pha bóng mà hàng thủ của Viettel đã có sự lơi lỏng. Họ chọn vị trí rõ ràng là không hợp lý. Bấy Việt Vị không còn phát huy được tác dụng. Văn Thiết đứng thấp hơn so với người đá cùng cặp với mình ở vị trí trung vệ. Trong khi đó thì Bùi Duy Thường đương nhiên không kiểm soát Akinade. Đó là Sunday Emmanuel và Gustavo Dos Santos. Dứt điểm. Rất nguy hiểm. Tỷ số đã mở lên cho Thiên Nam Hà Nam. Chúng ta một lần nữa xem lại pha sút xa rất đẹp mắt của Lê Sĩ Minh. Không bất ngờ bởi Lê Sĩ Minh thường xuyên ở mùa giải năm ngoái và quãng thời gian năm nay thường xuyên có những tình huống xử lý rất tốt. Đỗ Duy Mạnh khá hay. Ibukebe đưa bóng vào, vào bóng rất hay. Văn Quyết 3-0
Cả hai bàn thắng ở trong hiệp 2 trận đấu này của câu lạc bộ Hà Nội đều được thực hiện bằng những pha phối hợp cực kỳ thuyết phục. Chỉ có được một bàn thắng từ một tình huống gây tranh cãi, nhưng pha bóng này là một pha bóng hoàn toàn khác. Không cần phải quan sát đủ để biết là phía sau vẫn sẽ có người đồng đội ở một vị trí tốt hơn. Vào bóng của Oma và một cú đá nhẹ nhàng của Văn Quyết để đánh bại Thanh Thắng, mang về bàn thắng thứ 3 cho đội bóng thủ đô. Chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa pha lập công này. Nó có thể sẽ đánh gục những hy vọng cuối cùng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở trận đấu bán kết ngày hôm nay. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.